Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Kỹ năng bóng rổ. Tôi là huấn luyện viên Lê Trần Minh Nghĩa. Và hôm nay tôi sẽ cùng các bạn chia sẻ và tìm hiểu về các động tác của Luka Doncic, động tác step back. Luka Doncic là một trong những cầu thủ hậu vệ hiện nay có kỹ thuật step back tốt nhất. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Rồi, một trong những kỹ thuật step back đầu tiên của Luka Doncic đó là sử dụng động tác đầu tiên là skip, sau đó kéo bóng về và thực hiện step back. First item of business is the score, and it looks like it will be on the shoulders of Luka, which is a good set of shoulders for it. Nikola Melli's gone into the game just a moment ago for New Orleans, and Luka step back three. Boy wonder, Luka Doncic on the step back. Động tác này chúng ta bắt đầu từ việc Luka Doncic sẽ đón những bóng về và sau đó anh ta sẽ hướng qua hướng bên phải. Anh ta sẽ hướng đi qua làm như anh ta muốn đi qua bên phải đối phương và anh ta sẽ thực hiện động tác skip như thế này nhảy. Và khi anh ta sử dụng động tác skip, sử dụng chân trái đẩy 1-2 tới phía trước. Và đến lúc này đối phương sẽ tưởng tượng như là anh ta sẽ qua bên phải và đối phương sẽ bắt đầu có ý định lùi về. Thì lúc đó anh ta lập tức kéo bóng về phía sau và thực hiện động tác step back. Tôi làm lại. Skip. Thực hiện động tác ném. Lần nữa. Skip. Step back. Một kỹ thuật anh ta có thể làm để cách xa đối phương hơn nữa đó là việc anh ta có thể giữ bóng ở trên tay thêm một nhịp và giúp sau đó lùi thêm một bước nữa để tạo khoảng cách xa hơn so với đối phương. Skip and. Động tác đầu tiên, động tác rất quan trọng là skip, là chúng ta phải từ tư thế đang cao đến thấp trọng tâm và dùng chân trái đạp chân phải tới phía trước làm như chúng ta đang muốn giữ bóng và sau đó skip về. Các bạn hãy thực hiện hai động tác. Một là step back bình thường. Skip. Động tác thứ hai là skip, sau đó step back và chúng ta hang the ball, giữ bóng ở trên không và chúng ta tiếp tục lùi ra thêm một bước nữa. Skip, hang the ball. Điều cần lưu ý khi các bạn thực hiện động tác step back của Luka Doncic là các bạn phải hạ thấp trọng tâm. Khi chúng ta đa phần khi chúng ta lùi về, chúng ta có cảm giác sẽ bị, nếu tới chúng ta người chúng ta bị kéo về phía sau và chúng ta cách xa rổ thì chúng ta sẽ ném rổ thiếu. Do đó khi các bạn skip và step back, các bạn làm sao vẫn giữ ở tư thế trọng tâm thấp, mũi chúng ta nếu chiếu xuống mặt đất phải vượt quá khỏi đầu gối và mũi chân, và từ tư thế chúng ta sẽ đủ lực để chúng ta ném. Step back. Kỹ thuật step back nữa mà Luka Doncic hay thường sử dụng đó là crossover và sau đó step back.
Patty Mills picked up two fouls in his first quarter minutes as well. Doncic step back three over White now. That one's good. Luka Doncic. He's just dribbling it. Everybody's watching. A step back three. Luka hits it. When you need a basket, that, my friends, is a good place to go. It's Luka here. Nice little crossover against Jingles. Anh ta cũng set up đối phương bắt đầu anh ta đánh bóng và sau đó là một động tác crossover. Khi crossover đồng thời anh ta đưa chân trái, nếu đưa crossover từ phải qua trái đồng thời anh ta đưa chân phải lên phía trước, giống như anh cũng giống như động tác trước là đưa chân phải lên và giống như chúng ta muốn qua người khiến cho đối phương phải lùi lại. Crossover như thế này và từ tư thế crossover như thế này anh ta có thể thực hiện động tác step back ngay lập tức chân phải và sử dụng chân phải đạp để step back về sau để thực hiện động tác ném. Tôi làm được. Số giờ chân phải. 1, 2, đạp ném. Khi chúng ta crossover chân phải ra trước, các bạn có thể sử dụng đạp chân phải và step back ngay lập tức, hoặc các bạn có thể dẫn thêm một nhịp để khiến chúng ta step back được xa hơn. Thôi như thế này. One, two. Với hai bước sử dụng step back vừa rồi mà kênh Kỹ năng bóng rổ chia sẻ với các bạn, đây là những signature move của vận động viên Luka Doncic. Hy vọng với những bước vừa rồi các bạn có thể tập luyện và cải thiện khả năng thi đấu bóng rổ của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.